Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình tuổi trẻ hải ngoại BYN TV 57.3 và sau đây là những tin tức thế giới mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật trong ngày hôm nay. Dân quân có liên hệ với Al-Qaeda kiểm soát một con đường xa lộ ở thành phố Fallujah, tin từ Fallujah. Một con đường xa lộ quốc tế chạy ngang qua thành phố Fallujah của Iraq đã bị dân quân có liên hệ với Al-Qaeda kiểm soát nhóm dân quân tự gọi họ là cách mạng Iraq vĩ đại, la hét, cầm súng bước đi trên con đường xa lộ, còn khói lửa từ những chiếc xe đang cháy bên vệ đường. Qua video đưa lên Internet, một dân quân nói rằng những chiếc xe đang cháy là xe của Thủ tướng Nuri al-Maliki. Thành phố Fallujah đã bị dân quân có liên hệ với al Qaeda và dân quân bộ tộc chống Thủ tướng Maliki kiểm soát từ ngày 30 tháng 12. Quân đội Iraq đã pháo kích các mục tiêu dân quân và tìm cách lấy lại thành phố này. Đạn pháo kích trong đêm qua đã làm ít nhất 30 người trong thành phố bị thương. Dân quân của lực lượng xưng là quốc gia hồi giáo Iraq và Levant, gọi tắt là ISIL, đang nỗ lực chiếm quyền kiểm soát tỉnh Anbar, có đa số dân chúng là người Sunni. Sáng nay, quân đội Iraq và dân quân đã giao chiến ở phần phía tây thành phố Fallujah. Quân đội Iraq đã pháo kích trong đêm trước khi tiến quân. Việc dân quân chiếm thành phố Fallujah là một thách thức nghiêm trọng đối với Thủ tướng Nuri al-Maliki. Dân quân của lực lượng xưng là Quốc gia Hồi giáo Iraq và Levant, gọi tắt là ISIL, đang muốn thành lập một quốc gia Hồi giáo tại tỉnh Anbar và một phần vùng đất biên giới của Syria. Ở thành phố Maradi là một thành phố khác của tỉnh Anbar, quân đội dân quân bộ tộc đang cùng cộng tác để phản công. Dân quân có liên hệ với Al-Qaeda để tái chiếm lại thành phố này. Tỉnh Anbar từng là nơi chống lại lực lượng Hoa Kỳ mạnh nhất sau khi lật đổ Saddam Hussein. Chiến tranh ở Syria là một cuộc chiến mang màu sắc giáo phái. Dân quân chống chế độ Al-Assad là người Sunni, trong lúc người Alawite là một chi nhánh Hồi giáo Shiite triệt để ủng hộ chế độ cuộc chiến Syria đã tạo xung đột giáo phái tại các nước láng giềng như Lebanon và Iraq. Ở Fallujah, dân quân bố trí trên mái nhà, trên nóc các tòa nhà chính phủ để ngăn chặn quân đội tiến vô thành phố. Việc di chuyển vũ khí hóa học ra khỏi Syria bị trễ thời hạn, tin từ Hague. Ngày 31 tháng 12 là thời hạn chót đưa vũ khí hóa học ra khỏi Syria. Nhưng tổ chức cấm vũ khí hóa học hay gọi tắt là OBCW cho biết không thể thực hiện đúng hạn kỳ. Cách đây hai ngày, OBCW nói rằng thời tiết bất thường và chiến tranh làm trễ nải việc chuyển vận vũ khí tới hải cảng Latakia. Bà Saeed Kiat, là người lãnh đạo OBCW ở Damascus, nói với báo chí rằng mọi sự chuẩn bị đang tiến hành phối hợp hàng hải đưa vũ khí hóa học ra khỏi syria để phá hủy rất quan trọng nhưng đã được chuẩn bị và xác định qua các cuộc họp mới đây rất nhiều việc đang tiến triển bà ta muốn nói rằng đã có sự trễ nải nhưng đang tiến hành rất tốt Chính quyền Al-Assad đã đồng ý phá hủy vũ khí hóa học theo đề nghị của Nga và Hoa Kỳ để tránh bị Hoa Kỳ không kích sau khi dùng võ khí hóa học ở ngoại ô thủ đô Damascus là 1.400 người chết trong ngày 21 tháng 8 vừa qua. Damascus đã đồng ý chuyển vận 20 .000... Damascus đã đồng ý chuyển vận 20 tấn Mustard ra hải cảng Latakia vào ngày 21 tháng 12. Trong ngày thứ Sáu, 29 tháng 12, một viên chức Nga nói rằng thời hạn phải trễ vì các loại hóa chất dùng chế sarin, mustard và VX có tiềm năng tạo nguy hiểm trong lúc chở tới Latakia. Bà Kaat cho biết một số vũ khí sẽ bị phá bỏ trên biển, một số vũ khí khác sẽ được phá hủy tại Syria.